Chỉ cần bỏ ra 5.000 đồng, ăn 3 loại quả này, tế bào ung thư tiêu biến, triệu người đã thổi bay căn bệnh quái ác. Quý vị khán thính giả thân mến, hoa quả là món ăn tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho con người chúng ta, giúp cho cơ thể bổ sung những loại vitamin và dưỡng chất mà không có loại thực phẩm chức năng nào có được. Tuy nhiên, quý vị có thể đã ăn hoa quả mấy chục năm nay, nhưng chắc gì quý vị đã biết được công dụng của chúng như thế nào. Nhất là mới đây, các bác sĩ vừa mới tiết lộ có 3 loại hoa quả chính là thần dược số 1 chống ung thư, đánh bay bách bệnh mà lại vô cùng quen thuộc với người dân Việt Nam. Ai không biết mà thờ ơ bỏ phí thì chỉ có mà thiệt thân. Vậy thì cụ thể 3 loại quả mà bác sĩ nhắc đến là những loại quả gì? Quý vị có đang ăn chúng mỗi ngày hay không? Lợi ích mà nó mang đến cho sức khỏe của con người như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Ăn Sạch Sống Khỏe đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Chỉ cần bỏ ra 5.000 đồng, ăn 3 loại quả này, tế bào ung thư tiêu biến, triệu người đã thổi bay căn bệnh quái ác. Loại quả đầu tiên mang lại lợi ích chữa bệnh tuyệt vời cho sức khỏe, đó chính là quả táo. Nói đến quả táo, hẳn là đã chẳng còn xa lạ gì với cô bác rồi. Tuy nhiên, thì ăn táo mà chưa biết đến công dụng chữa bệnh tuyệt vời của nó thì quá là lãng phí, nhất là khả năng chống lại tế bào ung thư còn tuyệt vời hơn nữa. Công dụng đầu tiên, táo giúp phòng ngừa tế bào ung thư vô cùng hiệu quả. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng táo có chứa một hợp chất giúp ngăn ngừa sự hình thành của tế bào ung thư rất tốt. Chẳng phải ngẫu nhiên có câu nói, mỗi ngày ăn một quả táo, cả đời chẳng lo đi bác sĩ là vậy. Chính vì thế mà cô bác đừng quên là ăn một quả táo mỗi ngày để giúp cho cơ thể phòng ngừa được căn bệnh quái ác này nhé. Công dụng thứ hai, đó là ăn táo giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ở đây, có cô bác nào đang còn khổ sở vì chứng bệnh tiểu đường hành hạ, thì táo chính là loại quả cứu tinh cho căn bệnh mãn tính này. Theo các chuyên gia, thì thành phần chống oxy hóa trong táo là polyphenol, có tác dụng là ngăn ngừa thoái hóa và tổn thương các tế bào beta trong tuyến tụy. Trong đó, thì tuyến tụy là cơ quan sản sinh insulin nhằm giúp cơ thể chuyển hóa đường và duy trì nồng độ đường huyết ổn định. Vì thế, nên cô bác hãy bổ sung trái táo mỗi ngày, vừa cung cấp hàm lượng vitamin cần thiết cho cơ thể mà lại giảm được lượng đường huyết một cách hiệu quả nhất. Công dụng thứ ba mà trái táo mang lại cho cơ thể đó là giảm cholesterol và bảo vệ tim mạch. Có thể là cô bác chưa biết hàm lượng vi chất dinh dưỡng lành mạnh trong táo còn có tác dụng là giảm cholesterol xấu và tăng hàm lượng cholesterol đáng kể. Bên cạnh đó thì các vitamin, chất xơ và khoáng chất trong táo còn có tác dụng là giảm lượng chất béo triglycerides tích trữ trong cơ thể. Với những tác dụng nói trên, thì táo có thể ngăn ngừa chứng xơ vữa động mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ và phát triển các bệnh lý về tim mạch. Ngoài ra, thì các nguyên tố vi lượng như sắt, mangan, magie trong loại quả này còn có tác dụng là kích thích hồng cầu sản sinh năng lượng oxy trong máu. Nên chẳng còn lý do gì mà không bổ sung trái táo mỗi ngày để trái tim cũng như toàn bộ cơ thể được khỏe mạnh hơn, phải không nào cô bác? Công dụng thứ tư, giúp cải thiện hệ thống thần kinh rất tốt. Theo các bác sĩ, thì hợp chất chống oxy hóa trong táo có tác dụng là ngăn ngừa quá trình thoái hóa và viêm ở các tế bào thần kinh. Ngoài ra, ở những người mắc bệnh Alzheimer, hội chứng suy giảm trí nhớ nồng độ acetylene thường thấp hơn bình thường. Vì vậy, thì thường xuyên ăn táo có thể ngăn ngừa suy giảm trí nhớ và hỗ trợ làm giảm ảnh hưởng của hội chứng này, giúp ngăn ngừa thoái hóa tế bào thần kinh và làm giảm triệu chứng của bệnh Alzheimer. Bên cạnh đó, thì các loại vitamin B trong táo còn giúp tăng cường và duy trì chức năng của hệ thần kinh. Hơn nữa, thì thường xuyên cung cấp vitamin B từ loại quả này còn có tác dụng là ngăn ngừa các bệnh về thần kinh như là viêm thần kinh thị giác, thính giác và viêm dây thần kinh ngoại vi. Chính vì thế, càng không nên thờ ơ với loại quả trời ban này để có một trí nhớ minh mẫn như tuổi đôi mươi. Công dụng thứ 5 khi ăn táo còn giúp cải thiện triệu chứng ở cơ quan hô hấp.
Hẳn đại dịch COVID-19 vừa qua đã làm không ít người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, nhất là hệ thống hô hấp. Chính vì vậy, chúng ta cần bổ sung ngay những thứ tăng cường sức khỏe cho lá phổi của mình, và một trong số đó chính là quả táo. Theo các chuyên gia, thì hàm lượng vitamin C và khoáng chất trong táo có tác dụng tăng cường sức khỏe và cải thiện chức năng miễn dịch. Do đó, thì bổ sung táo trong thời gian điều trị các bệnh ở đường hô hấp có thể làm giảm khó chịu như là nóng, sốt, đau họng, nghẹt mũi, sổ mũi và giúp tăng cường sức khỏe cho hệ hô hấp rất hiệu quả. Công dụng thứ 6 của trái táo đó là phòng ngừa bệnh sỏi mật vô cùng hiệu quả. Nhiều người chưa biết sỏi mật hình thành khi nồng độ cholesterol cao và tích tụ bên trong ống mật, nhưng sẽ không còn là vấn đề nếu mà cô bác bổ sung táo thường xuyên, sẽ có tác dụng là kiểm soát cholesterol, giảm lượng mỡ trong máu và duy trì cân nặng phù hợp. Bên cạnh đó, thì chất xơ từ quả táo còn có tác dụng là tăng cường chức năng chuyển hóa của gan và làm giảm chất béo tích tụ trong gan ống mật. Chính vì vậy, hãy bổ sung táo thường xuyên để nhận lại được những lợi ích tuyệt vời cho cơ thể nhé. Loại quả thứ hai mang lại lợi ích chữa bệnh tuyệt vời cho sức khỏe, đó chính là quả nhãn đấy cô bác ạ. Nhắc đến nhãn thì hiện nay đúng là đang vào mùa nhãn có phải không cô bác? Có biết là quê cô bác đang bán với giá bao nhiêu? Quê tôi ở chỉ có từ 15 đến 20 ngàn đồng một ký nhãn quả to mọng nước. Thế mà có nhiều người ăn nhãn cả mấy chục năm nay cũng chỉ nghĩ rằng ăn nhãn nóng trong chứ công dụng của nó lại chẳng mấy ai để ý đến. Thì quả thật là lãng phí. Thế thì cô bác càng không nên bỏ qua những công dụng tuyệt vời mà nhãn mang lại cho cơ thể con người chúng ta. Công dụng đầu tiên phải nhắc đến ngay đó là ăn nhãn giúp ngăn ngừa tế bào ung thư vô cùng hiệu quả. Nói đến căn bệnh ung thư thì trên đời này không một ai là không kinh hãi. Vì chỉ cần biết mình đã mang trong người tế bào ung thư thì đó xem như một bản án tử hình luôn rồi. Cho đến nhiều năm sau này, nền y học hiện đại của thế giới vẫn không thể tìm ra thuốc chữa trị. Cách tốt nhất, cô bác ăn nhãn thường xuyên để giúp cơ thể chống lại tế bào ung thư một cách tốt nhất. Theo các chuyên gia thì việc tiêu thụ nhãn thường xuyên sẽ giúp cho cô bác giảm được các nguy cơ mắc một số căn bệnh ung thư. Vì trong nhãn có hoạt chất chống lại tế bào ung thư xâm nhập vào cơ thể. Bên cạnh đó, thì nhãn được xem là một loại trái cây có khả năng giúp tăng tuổi thọ và hỗ trợ quá trình làm lành các vết thương của cơ thể. Điều này giúp giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các tế bào khỏi bị tổn hại bởi các gốc tự do, nên chẳng có lý do gì mà không bổ sung ngay loại quả rẻ tiền này. Ăn mỗi ngày để giúp cho mình và gia đình chống lại tế bào ung thư cô bác nhé. Công dụng tiếp theo mà nhãn mang lại rất tốt cho lá lách, tim và tuyến tụy. Như cô bác đã biết thì trong lục phủ ngũ tạng của con người, mỗi bộ phận đều đóng vai trò vô cùng quan trọng. Trong đó phải kể đến đó là thận, tim, lá lách và tuyến tụy. Khi mà các bộ phận này khỏe mạnh thì cơ thể chúng ta mới khỏe mạnh được. Và rất đơn giản, chỉ bằng việc cô bác bổ sung nhãn ăn thường xuyên thì sẽ có một sức khỏe như ý. Theo các bác sĩ, ăn nhãn giúp kích thích lá lách và trái tim khỏe mạnh hơn vì nó giúp máu tuần hoàn tốt và tạo cảm giác dễ chịu với hệ thần kinh gần lá lách và tim. Bên cạnh đó, thì nhãn cũng sẽ có tác dụng là bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ mắc các bệnh ở tuyến tụy. Sự thêm chất ngọt và tốt cho các cơ quan sinh sản của phụ nữ. Chỉ cần ăn khoảng 7 đến 10 quả nhãn mỗi ngày thôi thì cô bác cứ hoàn toàn yên tâm ba bộ phận trên luôn khỏe mạnh, chẳng lo bệnh tật nào ghé thăm. Một công dụng tiếp nữa mà cô bác nào cũng sẽ rất quan tâm đó chính là ăn nhãn giúp trị thận hư. Mọi khi hẳn nhà cô bác thường ăn nhãn quả tươi luôn có phải không ạ? Tuy nhiên thì lông nhãn còn có tác dụng thần kỳ hơn nữa trong việc điều trị thận hư đấy ạ. Chỉ cần cô bác lấy khoảng 500g lông nhãn ngâm với 1 lít rượu để khoảng nửa tháng là có thể dùng được rồi. Mỗi tối thì uống một chén nhỏ trước khi đi ngủ, tình trạng bệnh sẽ cải thiện rõ rệt. Còn nếu mà cô bác nào đang bị chứng đau nhức xương khớp hành hạ, càng không nên bỏ qua loại quả thần kỳ này đâu ạ.
các chuyên gia cho biết hàm lượng chất đồng trong quả nhãn rất cao. Đặc biệt là người lớn khi về già thì hàm lượng đồng cần thiết càng nhiều hơn để hỗ trợ xương chắc khỏe. Trong 100g nhãn tươi thì sẽ cung cấp khoảng 19% khoáng chất đồng. Nhưng nếu như trong 100g nhãn khô thì hàm lượng khoáng chất đồng chiếm đến 90%. Một con số quá tuyệt vời cho những người nằm trong độ tuổi trung niên đang gặp vấn đề về xương khớp. Vậy nên, cô bác hãy thường xuyên bổ sung nhãn, nhất là nhãn khô, để có một hệ xương khỏe mạnh, dẻo dai như tuổi đôi 10 nhé. Đặc biệt là nhãn còn mang lại công dụng chống mất ngủ và ngăn ngừa bệnh trầm cảm tuyệt vời. Những cô bác nào mà khó ngủ hoặc là thường xuyên mất ngủ, nếu chăm chỉ ăn lòng nhãn sấy thì sẽ thấy tình trạng bệnh của mình được cải thiện đáng kể. Lý do là khi nhãn đi vào cơ thể, nó giúp cho cơ thể tăng cường hấp thụ các chất sắt. Bên cạnh đó thì việc tiêu thụ thường xuyên được xem là một phương pháp hiệu quả giúp cô bác ngăn ngừa các chứng bệnh về thần kinh, điển hình là trầm cảm. Quả nhãn thì có khả năng làm thư giãn và tăng cường chức năng hoạt động của các dây thần kinh. Điều này cũng góp phần ngăn ngừa nguy cơ mắc chứng mất ngủ, ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của cô bác đấy ạ. Cô bác cũng có thể uống nước ấm và với lòng nhãn, giúp cải thiện các triệu chứng của suy nhược thần kinh do ốm đau kiệt sức và mệt mỏi gây ra, lại còn giúp ngủ ngon và sâu giấc hơn nữa. Ngoài những công dụng trên thì nhãn còn cung cấp một lượng lớn vitamin C, đồng thời bổ sung nguồn năng lượng dồi dào cho cơ thể. Như cô bác đã biết thì vitamin C giữ một vai trò quan trọng đối với sức khỏe của các mô trong cơ thể, và quả nhãn có chứa hàm lượng vitamin C rất cao, giúp thúc đẩy quá trình chữa lành các vết cắt và những tổn thương. Đồng thời, sẽ kích thích sản sinh ra collagen, một thành phần thiết yếu đối với sụn, da, cơ và xương, cũng như hầu hết các cơ quan khác của cơ thể. Ngoài ra, thì vitamin C có trong quả nhãn cũng sẽ góp phần là tăng cường độ chắc khỏe cho răng và nướu của cô bác, vì thường xuyên tiêu thụ quả nhãn sẽ giúp cô bác nhận được đầy đủ nguồn năng lượng cần thiết cho cơ thể. Điều trị tốt những chứng như là mất ngủ, cải thiện tình trạng suy giảm trí nhớ. Bên cạnh đó thì lượng calo và chất béo trong nhãn tương đối thấp, vì vậy những người đang thực hiện chế độ ăn kiêng giảm cân có thể yên tâm lựa chọn sử dụng loại quả này vào mỗi ngày. Loại quả thứ ba mang lại lợi ích chữa bệnh tuyệt vời cho sức khỏe, đó chính là quả bơ. Công dụng đầu tiên mà bơ mang lại chính là rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì trong 100g bơ có khoảng 76mg beta-sitosteroid, một steroid thực vật tự nhiên thường xuyên tiêu thụ beta-sitosteroid, và cholesterol thực vật khác có thể duy trì mức cholesterol khỏe mạnh. Điều này vô cùng quan trọng đối với sức khỏe tim mạch của chúng ta đấy ạ. Hơn nữa thì hiện nay cũng đang vào vụ bơ nên giá thành lại rất rẻ, chưa đến 20.000 đồng một ký, nên cô bác có thể mua về để ăn mỗi ngày thì sẽ giúp cho cơ thể nhận lại được lợi ích tuyệt vời này. Công dụng thứ hai là ăn bơ rất tốt cho thị lực. Có thể cô bác chưa biết, bơ chứa sitosteroid và lutein. Đây là hai loại phytoxit có trong mắt, chúng có khả năng là chống oxy hóa và giảm thiểu những tác động tiêu cực bên ngoài lên mắt như là khói bụi, tia UV. Ngoài ra thì axit béo omega 3 cũng giúp hấp thụ các chất chống oxy hóa, giảm nguy cơ phát triển bệnh thoái hóa điểm vàng. Chính vì vậy nên những cô bác nào mà đang gặp phải tình trạng mắt mờ, mỏi, hoa mắt, nhìn không rõ hoặc là có dấu hiệu bị thoái hóa điểm vàng thì hãy bổ sung ngay trái bơ thường xuyên, đảm bảo là đôi mắt sẽ luôn sáng khỏe. Đặc biệt hơn nữa là trái bơ chứa thành phần ngăn ngừa ung thư vô cùng hữu hiệu. Một trong những công dụng tuyệt vời mà bơ mang lại chính là phòng ngừa ung thư vô cùng hiệu quả. Theo các chuyên gia thì quả bơ có chứa các hợp chất có thể ngăn ngừa sự khởi phát của một số bệnh ung thư. Mỗi ngày ăn 1/2 thì sẽ cung cấp lượng flash đầy đủ, sẽ giảm nguy cơ ung thư ruột kết, dạ dày, cổ tử cung, tuyến tụy. Đặc biệt là bơ cũng chứa nhiều chất phytochemical và carotenoid có khả năng ngăn ngừa sự tiến triển của ung thư. Chính vì thế nên cô bác đừng bỏ qua loại quả thần dược đại bổ này nhé.
Bên cạnh những công dụng trên thì quả bơ còn có lợi ích là giúp cải thiện hệ tiêu hóa rất tốt. Theo các chuyên gia thì bơ là loại quả chứa rất nhiều chất xơ. Vì vậy, ăn thực phẩm có chất xơ tự nhiên có thể ngăn ngừa được táo bón, duy trì sức khỏe đường tiêu hóa và giảm nguy cơ ung thư ruột kết vô cùng hiệu quả. Thay vì phải uống thuốc thì từ nay đã có loại quả giúp cho các bác tiêu hóa và chữa trị chứng táo bón vô cùng hiệu quả đấy ạ. Cuối cùng thì công dụng trên là bơ có chứa thành phần giúp kháng khuẩn và giải độc tự nhiên. Như đã nói ở trên thì bơ cung cấp đủ chất xơ sẽ làm cho nhu động ruột hoạt động tốt. Điều này thì rất quan trọng cho việc bài tiết chất độc qua mật và phân. Khoa học cũng chỉ ra rằng chất xơ giúp cho cơ thể duy trì sự cân bằng vi khuẩn lành mạnh. Điều này thì làm giảm tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể. Đặc biệt, bơ và dầu bơ có chứa các chất có đặc tính là kháng khuẩn. Nghiên cứu cho thấy thì chất chiết xuất từ hạt bơ có thể giúp bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng, chẳng hạn như là nhiễm khuẩn huyết. Vì vậy, cô bác hãy nhớ bổ sung bơ thường xuyên để giúp cơ thể được thải độc và khỏe mạnh hơn mỗi ngày nhé. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là xem đến đây thì cô bác đã biết được công dụng thần kỳ của ba loại quả quen thuộc đối với chúng ta rồi. Vì thế, hãy ăn những loại thực phẩm này đúng cách, đúng khoa học để có nhiều lợi ích nhất nhé. Nếu như quý vị thấy các thông tin này hữu ích, quý vị cũng đừng quên chia sẻ tới bạn bè, tới những người thân yêu của chúng ta để cùng nhau sống khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.